7 chai nước hoa trái cây đáng trải nghiệm nhất, review nước hoa chân thực nhất. Mùa hè này thì các bạn thường chọn những chai nước hoa có tông mùi hương như thế nào nhỉ? Ủa gì vậy? Chắc chắn là vào mùa hè thì nước hoa trái cây luôn là cái sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích cái sự tươi mới, trẻ trung và tràn đầy năng lượng rồi. Xin chào các đồng thơm của Thoa. Thoa đã quay trở lại rồi đây. Với hương thơm từ các loại trái cây ngọt ngào, những chai nước hoa trái cây không chỉ mang đến cái cảm giác dễ chịu mà còn tạo nên cái sự quyến rũ, tinh tế và đặc biệt là sự độc đáo trong từng nốt hương. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng Thoa khám phá xem những cái tên đó là mùi hương gì và điều gì làm nên thành công của một chai nước hoa hương trái cây nha. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với D&G Light Blue Incense, một biểu tượng của sự tươi mới, thanh khiết và quyến rũ đầy mê hoặc. Ngay từ những nốt hương đầu tiên mở ra thì sự kết hợp của cam bergamot và quả quýt Ý tạo nên cái cảm giác tươi mát sảng khoái như một ly cocktail trái cây vào mùa hè vậy. Khi mà hương đầu dần phai đi là lúc Light Blue Incense thể hiện rõ rệt cái sự nữ tính mềm mại của mình, một sự hòa quyện hoàn hảo giữa sự nồng nàn và thanh khiết của hương hoa nhài kết hợp với sự dịu dàng quyến rũ hương hoa hồng trắng, tạo nên một tầng hương giữa khá là tinh tế và lôi cuốn. Ở tầng hương cuối là sự kết hợp của hổ phách và xạ hương, không chỉ kéo dài thời gian lưu hương của nước hoa mà còn làm cho hương thơm này trở nên phức tạp và bền lâu hơn. Đây thực sự là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ngày hè rực rỡ với những buổi dạo phố dưới nắng vàng hay là những buổi tiệc hẹn hò lãng mạn. Chắc chắn là ai cũng nên trải nghiệm thử một lần mùi hương Light Blue Incense này nha. Chai thứ hai xuất hiện trong video ngày hôm nay đó chính là Yves Saint Laurent Mont Sport Paris, lấy cảm hứng từ thành phố Paris lãng mạn và hoa lệ. Mont Paris mang đến người dùng một trải nghiệm hương thơm hiện đại, quyến rũ, ngọt ngào và đầy mê hoặc. Ngay từ những nốt hương đầu, khứu giác của chúng ta đã được thực sự bùng nổ với sự ngọt ngào và tươi mới của các loại trái cây như là quả dâu tây, quả mâm xôi, mang đến sự tươi mới, ngọt ngào và tràn đầy sức sống. Trong khi quả lê thêm vào một chút thanh khiết và tươi mát thì hương cam bergamot và quýt Ý mang đến một chút chua nhẹ nhẹ, rạng rỡ, tạo nên một phần khởi đầu sảng khoái và đầy năng lượng. Những cái nốt hương này không chỉ làm cho mùi hương nước hoa trở nên sống động hơn mà còn tạo nên một cái cảm giác vui vẻ, tươi trẻ, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Để kế thừa sự hoa lệ của kinh đô ánh sáng Paris, ngay cả trong cái thiết kế thì Yves Saint Laurent Mont Paris mang đến cho mọi người dùng một phong cách sang trọng, tinh tế với cái thiết kế chai thanh mảnh cùng với màu hồng nhạt của chai gợi nhớ đến những buổi chiều hoàng hôn lãng mạn ở Paris. Trong khi nắp chai được trang trí bằng một chiếc nơ đen tinh tế đặc trưng cho sự quý phái, sang trọng, quyến rũ của những người phụ nữ nước Pháp, thì với tất cả những ưu điểm trên thì đã đủ cho bạn để đưa Mont Paris vào danh sách những chai nước hoa trái cây nhất định phải thử trong mùa hè này chưa nhỉ? Tiếp theo trong danh sách này chính là một cái tên vừa quen mà lại vừa lạ với nhiều chị em mê nước hoa, đó chính là Mascot Daisy Eau Sauvage. Xuyên suốt 3 tầng hương nước hoa là sự tươi mát của hương trái cây và hoa cỏ. Ngay từ những nốt hương đầu tiên, Daisy Eau Sauvage đã mang đến người dùng một cảm giác tươi mát sảng khoái với sự kết hợp của quả bưởi hồng, quả lê và quả mâm xôi. Tiếp đó là tầng hương giữa là sự nồng nàn và quyến rũ của hoa hồng, hoa nhài và violet. Sự kết hợp của 3 loại hoa này tạo nên một tầng hương giữa đầy lôi cuốn, thanh khiết và ngọt ngào, như là một lời thì thầm dịu dàng và quyến rũ của thiên nhiên vậy. Và cuối cùng, ở tầng hương cuối tạo nên lớp nền làm cho cái hương thơm lưu hương lâu hơn và có chiều sâu hơn nhờ phô diễn của xạ hương quyến rũ và bí ẩn, hòa quyện cùng với gỗ tuyết tùng ấm áp và sâu lắng. Với một sự kết hợp vô cùng chỉnh chu và độc đáo trong một chai nước hoa nữ thì có thể biến nàng lọ lem trở thành nữ hoàng chỉ bằng một chút hương thơm của Mont Paris. Chai thứ tư mà Thoa muốn gợi ý trong video ngày hôm nay đó chính là My Barbary Blush, chào đón chúng ta bởi cái sự tươi mát và sảng khoái của quả lựu và chanh vàng. Hương lựu mang đến một chút ngọt ngào và thanh khiết, trong khi chanh vàng lại pha một chút chua nhẹ, tươi mát và sảng khoái. Sự kết hợp này tạo nên một khởi đầu rực rỡ và tràn đầy năng lượng, như một làn gió mát lành thổi qua khu vườn buổi sớm. Ở tầng hương giữa, hương táo vẫn nối tiếp cái sự thanh mát đó và thêm phần ngọt ấm hơn nhờ cái sự phô trương của hoa hồng và hoa nhài. Sự chuyển hướng một cách nhịp nhàng khiến cho người ngửi bị bất ngờ, mà ngược lại giống như là khứu giác đang tận hưởng hương thơm nước hoa một cách từ từ, tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Và điều đặc biệt ở Barbary Blush bởi cái lớp hương cuối không chỉ là những cái nốt hương gỗ vẫn thường thấy ở những chai nước hoa khác, mà nhà điều chế hương đã dùng hương tử đinh hương để lớp hương cuối nó vẫn giữ được cái sự mềm mại, ngọt ngào, đầy mê hoặc. Và cái chai nước hoa thứ 5 mà Thoa thấy rằng nó đã quá là quen thuộc với những ai mà thường theo dõi kênh của Thoa, bởi vì đây cũng là một mùi hương mà Thoa rất là yêu thích. Nó nổi bật với những nốt hương trái cây, tuy nhiên nó vẫn giữ được cái sự ngọt ngào và thanh mát vốn có đến từ hương hoa cỏ trái cây, đó chính là La Viette.
by Jubilee mang đến một cảm giác ngọt ngào, tươi mới ngay từ những tầng hương đầu với sự kết hợp của quả lý chua đen và quả lê. Lý chua đen mang đến một chút chua nhẹ, trong khi quả lê thì lại mang lại một cái sự thanh khiết, ngọt ngào. Nhiều khách hàng khi mà đã ngửi lần đầu em La Viette by Jubilee này thì đều phản hồi với Thoa rằng không thích cái tông hương sảng khoái mát mẻ mà chỉ thích cái mùi ngọt ngào ấm cúng này thôi. Lúc này thì Thoa lại phải nhắn với khách hàng chờ một chút, đợi cho tầng hương đầu phai đi một chút thì tầng hương thứ hai mang đến cái dư vị ngọt ngào tròn đầy thôi. Sự vô diễn của hoa nhài và hoa cam kết hợp với hoa diên vĩ sẽ làm hài lòng bất kể khách hàng khó tính nào đi chăng nữa. Ở nốt hương cuối là cái vị béo ngậy của vani kết hợp với kẹo chocolate và đậu tông ca, khiến cho cái mùi hương này có chiều sâu hơn, ngọt ấm áp hơn, và cũng là một cách để đẩy mùi hương ngọt ngào lên đến cao trào, giúp cho những ai đã ngửi qua một lần thì khó có thể quên được. Và bên cạnh đó thì La Viette by Jubilee cũng được chị em ưa chuộng bởi cái sự tiện dụng của nó. Với chai dung tích 12ml phù hợp khi chúng ta đi du lịch, đi chơi, đi công tác xa hay là chúng ta đi dự tiệc thì nó cũng không lo tốn diện tích. Nước hoa nhỏ như thế này, 3ml như thế này trong túi sách, trong ví, khi cần chỉ cần lăn 2 cho đến 3 vệt thôi là đủ cảm thấy mình tự tin trong các hoạt động thường ngày của mình rồi. Và link mô tả sản phẩm chính hãng thì Thoa đã để ở dưới phần mô tả dưới video này cho các chị em mình tham khảo nha. Và tiếp theo, nhắc tới Vơ Sạc thì chắc chắn là các tín đồ mê nước hoa nữ của nhà Vơ Sạc không còn quá xa lạ nữa rồi. Để giải thích cho sức hút của Vơ Sạc Eros Power Femme bằng một chữ là hương thơm thôi, ngay từ những cái nốt hương đầu tiên thì Eros Power Femme đã mang đến một cái cảm giác tươi mới sảng khoái với sự kết hợp của quả lựu, quả chanh silicon và quả cam bergamot, không chỉ mang tới cái sự tươi mới mà còn tạo ra một cái cảm giác sảng khoái dễ chịu ngay từ lần xịt đầu tiên. Xuyên suốt các tầng hương giữa là sự hòa quyện của hoa nhài sâm bắc kết hợp với hoa mẫu đơn và hoa cam. Những cái nốt hương hoa này không khiến cho hương thơm trở nên quá ngọt mà ngược lại vẫn giữ được cái sự thanh mát và tinh khiết khó tả. Khi Thoa quyết định review em Vơ Sạc Eros Power Femme này thì Thoa đã tin chắc rằng một điều không chỉ bản thân mình mà rất nhiều chị em đang xem video cũng yêu thích những cái tông mùi hương như thế này, bởi vì nó là tổng hòa của cái sự thanh mát sảng khoái kết hợp với ngọt ngào quyến rũ. Và hãy thử xem cái điều Thoa nói có đúng như review hay không nhá. Mọi người cũng có thể comment quan điểm của mọi người ở những cái video Thoa đã review hay là những quan điểm của mọi người về loại nước hoa này ngay dưới phần bình luận video này nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chai nước hoa cuối cùng trong danh sách này, không ai khác đó chính là Zador by Jubilee. Các chị em có thắc mắc những người phụ nữ thành đạt thì họ thường thích sử dụng những mùi hương như thế nào hay không? Câu trả lời chính là đây. Em Zador by Jubilee này luôn đứng đầu trong danh sách những chai nước hoa mà được các chị em công sở tìm mua nhiều nhất. Cùng xem lý do vì sao nha. Đầu tiên, thiết kế của em nó thì các chị em có thể thấy rằng nhìn qua thôi cũng toát ra cái sự đơn giản và sang trọng rồi phải không nào? Với vỏ chai thủy tinh trong suốt khi để ở trên bàn trang điểm hay là bàn làm việc, nó cũng đều toát ra cái sự thanh lịch và tinh tế. Nước hoa thì không nên để quá lâu, vì thế nên là một chai nhỏ 12ml như thế này thì phù hợp cho các chị em sử dụng trong khoảng 6 đến 8 tháng, quá là vừa đủ rồi. Bởi vì mùi hương này là tinh dầu nước hoa cao cấp nên là dùng nó cũng khá là lâu, và thời gian mở nắp không quá lâu sẽ giúp cho chai nước hoa của mình ít bị biến đổi về chất lượng. Chị em mình dùng thì cũng sẽ yên tâm hơn rất nhiều phải không nào? Và một điểm cộng lớn Zador by Jubilee chính là mùi hương thật sự chất lượng của em nó. Thực sự trong quá trình review nước hoa của mình thì Thoa chưa gặp một cái mùi hương nước hoa nào mà ở cái tầng hương đầu của nó đã phức tạp đến như vậy. Vị ngọt thanh của quýt hồng, ngọt ngào của quả đào cùng dư vị chua ngọt của cam bergamot và quả lê tạo nên một tổng hòa hương thơm mang đậm chất trái cây nhiệt đới, ngửi qua thôi cũng đã thấy sảng khoái rồi. Rất là dễ chịu và fresh nha. Ở tầng hương thứ hai thì cũng có tới 7 nốt hương hoa cỏ và trái cây trải dài từ Nam Phi tới châu Âu, với hương lan Nam Phi nồng nàn và violet sang trọng và hoa phong lan quyến rũ. Tất cả những cái nốt hương này làm cho Zador by Jubilee tạo nên một cái sự sang trọng, quyến rũ và cuốn hút rất riêng mà hiếm có mùi hương nước hoa nào có thể so sánh được. Và chị em nào muốn trải nghiệm những cái mùi hương nước hoa mới lạ mà vẫn đảm bảo được cái sự cuốn hút, gợi cảm và quyến rũ thì đừng bỏ qua Zador by Jubilee nha. Và từng mùi hương mà Thoa đã tổng hợp ở trên thì đều có những ưu và nhược điểm khác nhau, nhưng mà nhìn chung đó là những chai nước hoa trái cây đáng để thử ít nhất một lần trong đời và trong mùa hè nóng nực như thế này. Mọi người có thể tham khảo, mọi thông tin về sản phẩm đều có ở mô tả của video này rồi. Mọi người có thể click ngay vào đường link để tìm cho mình những mùi hương phù hợp nhất với sở thích và phong cách cá tính của mình. Và cuối cùng, nếu như mà bạn thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên tặng cho Thoa một like, một share hay là một lượt theo dõi để nhận ngay thông báo khi mà có video hữu ích mới nhất tiếp theo nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.